Xin được chào mừng tất cả các bạn cùng quay trở lại với Day Game. Hôm nay nhân dịp mùng 8 tháng 3 xin được gửi lời chúc đến tất cả các chị em chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng như là các chị em ở trên đất nước Việt Nam chúng ta một cái ngày mùng 8 tháng 3 thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa cũng như là thật hạnh phúc trong ngày hôm nay. Thì hôm nay là một cái clip mình cũng nghĩ là cũng khá là vui vui và mình muốn chia sẻ cái góc nhìn của mình đến với các bạn. Đó là cái tình đó là cái pha phỏng vấn của MC Kim Sa với tuyển thủ SBTC Zeros. Cái cặp trận đấu này giữa SBTC và CBRUS thì cũng diễn ra được chắc tầm 2 hôm rồi đúng không? Kết quả chiến thắng 20 21 dành cho SBTC. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần reaction cái phần phỏng vấn của Kim Sa và và Zeros. Xin chào tất cả các bạn. Không có nhìn thấy gì đâu, ông dưới đó ông vẫn đang cạo râu đúng không? Thường là mình tưởng là ví dụ như là phỏng vấn đúng không, thì ví dụ là bộ phận kỹ thuật người ta sẽ có kết nối tín hiệu thử đúng không, ví dụ như là thử là thông giữa MC và tuyển thủ chưa đúng không, ví dụ thử ví dụ như thử là alo và bên kia check lại alo cái nữa, ok thế là thông rồi đúng không, thì xong đó mới phỏng vấn. Và đây cảm giác là ông Zerot là ông ấy chưa nhận được cái tín hiệu gì cả mà giống như kiểu vẫn đang kiểu như là chưa chuẩn bị tinh thần phỏng vấn á, ngồi cạo râu cạo ria ấy. Đã quay trở lại với buổi phỏng vấn sau trận đấu cùng với Ông mình. nghe xong nghe gì vậy? Đó, đúng không? Cái này là ông Zerot ông chưa nghe tiếng gì nè. Nhưng mà chứng tỏ là vẫn có hình đúng không? Nè, vẫn có hình nhưng mà chưa có tiếng. Alo, Zerot nghe chưa ạ? Không nghe gì hết. Nghe gì hết. Ê mà kể ra là kể mà ra bảo là nghe gì không ạ, xong bảo không nghe gì hết, giống như kiểu là đừng nghe được rồi ấy đúng không, nhưng mà thực ra mình nghĩ cái pha này là chưa nghe được thật á. Alo. Chị ơi, em muốn nghe bên em muốn nghe tiếng mình chị, nãy còn nghe bây giờ mất. Đây hình như là có ai đó đang nói vọng vào mic đúng không, có tiếng ai đó đang nói vọng vào mic của Zero thì phải. Mất tiếng rồi. Bên Đau bụng với ông Zerot này quá. Xin chào Zero ạ. Ê mà kính ra là MC Kim Sa là cười rất là tươi nhé các bạn. Cười rất là tươi luôn. Ok. Mình rất là thích cái thần thái này. Cười rất là tự nhiên và tươi. Hiện tại thì mình đang có một chút Zerot. trục trặc kỹ thuật. Ông Zerot. Tôi nhìn ông Zerot là tôi cứ thấy nó hài hài kiểu gì á. Đúng Đó thì không? Tại vì thường nhá, thường là phỏng vấn đúng không? Thường là phỏng vấn thì tụi nó rất là nghiêm túc. Ví dụ như MC hỏi là ok, ví dụ chào bạn Zeros, hôm nay thì sau chiến thắng của bạn trước Cerberus thì bạn cảm thấy là tâm tâm trạng của bạn như nào? Thưa chị là em cảm thấy rất là vui ạ vì thắng được Cerberus. Thường thì tụi nó sẽ như vậy, tụi nó sẽ phỏng vấn nó trả lời như vậy. Ông Zeros rất là tự nhiên vào cạo râu cạo ria xong rồi xong rồi chào. mình có thể đợi mình. Ông vẽ trái tim thôi à. Thua rồi. Một lần nữa. Kim Sa là đứng hình nha. Nữa thì chúc mừng team bạn và đã có chiến thắng 2-1 trước Cerberus. À, hình như cái này là cái mà sau khi mà kiểu mất tín hiệu á thì họ dừng lại và họ chỉnh lại được mic rồi nha các bạn. Đây là cái phần phỏng vấn lại nha. Xin chào Cerberus có nghe mình nói rõ không ạ? À? Nghe 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 lọc nghe lọc nghe lọc Dạ nghe vâng, nghe nghe thì đến với buổi phỏng vấn hôm nay thì mình muốn hỏi Zeros đó là ở ván 1 và 2 á, thì Zeros đã bị ép khá là nhiều ở trên top, thì không biết điều đó có gây ảnh hưởng tâm lý của bạn không? à. Thật sự thì cái lối đánh của Lộc là kiểu như là phải gọi là hai hoặc ba người lên chơi top, kiểu như team Cerberus họ đã trúng ngay cái gọi là cái nói chung là cái chiến thuật đề ra của anh Quyền là kiểu như Lộc lại sẽ câu tập hai ba người lên top á. Anh Quyền lúc đó là game đó là sẽ cho Lộc chết 5 mạng, nhưng mà game đó Lộc làm tốt quá cho nên chỉ chết có 4 mạng thôi. Cái này ý ông Zerot ông mình bảo là cái này giống như kiểu là một cái bẫy kiểu răng ra sẵn ấy, tức là cái bẫy là kiểu như là dùng mình để làm mồi nhử á, đúng không? Dùng mình cái kế sách gọi là dùng mình làm mồi nhử nhử đối phương lên top đúng không? Cái kế sách đúng không?
cho phép chết 5 mạng mà chỉ chết có 4 mạng. Thế là vẫn là thi À, đấu vậy là tốt đều là đúng trong chiến thuật của Zeros đúng không? À, của thầy Quyền đúng không ạ? rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng Ừ, mặc dù là bị ép nhưng mà Zeros khá là cứng đúng không ạ? rồi. Ok, một đánh gì ta? Vừa mình đánh xong hỏi xong game một đánh cái gì không nhớ. Đau tim quá. Vậy thì Nói cho gì mình hỏi tiếp đó đó. là về combo Nocturne và Kathos đó thì đâu là lý do mà team bạn đã lựa chọn combo này? À, cái bài đó hả? À, cái bài đó thực sự thì cái bài đó là ban đầu là để cho Gam, ban đầu là dành cho Gam, nhưng mà tự nhiên hôm nay tem kiểu như cần gấp quá, cái nói chung là sợ anh ba hở oxy á, cho nên mang ngay từ hôm nay luôn. Nhưng mà nhờ như vậy mới trận Gam không mang cái bài đó nữa. Cái bài này cha anh thử có là ghê, nhưng mà vô giải thì nó tính mang vô cho trận Gam, nhưng mà trận Gam cho bài khác. Còn giờ cho bài này đi, bài này. Yeah, vậy là bài này thì team mình đã có tập luyện trước đó rồi đúng không ạ? Thì Ok, nó có đem ok. lại Thực ra là cái combo mà Lockturn với lại Carthus đúng không? À, cái combo đó là cái combo mà bắt lẻ còn rất là ghê nha các bạn. Bắt lẻ rất là ghê. Rất là đơn giản là Lockturn nó sẽ rờ vào đúng không? Nó sẽ rờ vào một con đó là nó mất flash chẳng hạn, mất flash. Sau đó là nó sẽ gây đam. Đấy, con Carthus sẽ là con kết liễu. Nếu mà mục tiêu chạy được thì cái combo nó combo rất dễ để bắt chết. hiệu quả trong tập luyện không ạ? Có tập luyện là hơi bị tự tin thắng luôn á, nhưng mà đánh với Sengoku thì tự nhiên đau bụng quá. Vậy chắc là Tự do nhiên đánh với Severus tự nhiên đau bụng quá, liên quan gì không anh em? xui ha. Đau bụng á, sáng giờ ăn mới ổn mì à. Dạ vâng, thì tổng quan lại một chút về lượt đi á, thì hiện tại hiệu số của chúng mình là của team mình là 5-2, thì bạn và team có cảm thấy hài lòng với kết quả này hay không Năm so với hai mục là thật tiêu đặt sự thì ra? cái này thật sự thì năm hai ban đầu mục tiêu tụi mình đề ra, thực sự thì nó không phải là gọi là nó nói hẳn luôn là sẽ là không vết xước á, nhưng mà thực sự thì có hai cái vết xước, nó đã hô hai trận thực sự thì khá là buồn. Ban đầu tem mình đề ra phải gọi là tem mình là All-Star Việt Nam, cho nên nó kiểu Phỏng vấn một rapper đúng là không dễ dàng gì. kiểu như mình muốn cái nào gọi là nó là không 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 có khe hở luôn á, kiểu như mình phải phải gọi là mách binh á, mà tự nhiên thua hai trận thì cũng hơi buồn á, thì À, gán vậy lượt về. à, vậy thì trong hai cái vết xước đó thì đâu là vết xước mà bạn cảm thấy tiếc nuối nhất? Đâu là một là SGB game và còn Kim Sa phản ứng nhanh vậy. Và đó là nói đúng mà, thua SGB mới thua Gam mà. hai là SGB đúng rồi, thì đâu là vết xước mà bạn cảm thấy đau nhất? Thực sự thì hai vết xước đó kiểu như thôi đau thì cũng đau, nhưng mà nhờ hai cái vết xước đó mà giờ tem mình mới mạnh mẽ lên trường hôm nay. Nếu mà tem mình kiểu như nếu mà không có vết xước ấy, thì tem mình sẽ gọi là thỏa mãn ấy, mình sẽ chủ quan cho nên nếu trường hôm nay sẽ rất là khó, nhưng mà nhờ hai trường thua đó mà giờ tem mình mới có ngày hôm nay á. Cái này nó giống như kiểu lập lươn lẹo ấy nhỉ. Cái này nó giống như lập lươn Kiểu lẹo như luôn tem ấy. mình mạnh mẽ lên á, À, có Kiểu thể như gọi là trưởng thành sau vấp ngã đúng không ạ? nó cho À, nên vậy nay bây giờ thì lượt về mục tiêu em đề ra là cần thêm hai vết xước nữa. lượt đi thua hai trận, lượt đi thua hai trận, lượt về lại bảo đây cần thêm thua hai trận nữa. Hôm nay thì ba gà thở oxy rồi. mới đủ Này ba mới đủ gà với thầy Quyền này thở lên oxy rồi. kiểu như Vậy thì còn hai vết xước. nếu đối mặt lại với hai vết xước đó thì mà nói chuyện rất là hồn nhiên nhé, không cảm xúc gì. team và bạn có cảm thấy tự tin hơn không? Đứng hình. Nếu mà Đứng hình. thôi gàm có khi dài hơi khó cho nên Đấy, cho nên anh em thấy chưa? Đây là quan điểm của mình vẫn là nếu mà top lane số 1 của VZ bây giờ nha, top lane số 1 của VZ bây giờ chắc là Kia không thoát được rồi. Lộc thì dạo này cũng comeback ghê lắm. Nói chung là Lộc dạo gần đây thì mình thấy cái cách chơi của Lộc cũng tiến bộ rất là nhiều nhá. Tức là vẫn có cái sự sắc sảo. Tuy nhiên thì dạo gần đây thì kiểu là chơi chơi theo kiểu là chắc chắn hơn một xíu ạ.
tức là kiểu ít bị khai thác hơn, ít bị khai thác hơn. Ngày xưa mà đánh cái kiểu xanh chín lắm, đánh cái kiểu một là xanh đánh đánh đai sáu trụ, hai là sẽ fit mà không gượng dậy được. Nhưng mà dạo gần đây thì kể cả một số trận mà bị cam nhiều, bị thọt nhiều, nhưng mà đánh về late game nó vẫn 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 xanh lại được, vẫn vẫn farm out level đối phương. Thì mình nghĩ là đấy là cái sự tiến bộ rất lớn của Lộc nên ạ. cao dạ khó, cho nên Lộc nghĩ là cần thêm một vết xước của Gam nữa, còn Vậy là ba vết có xước đúng mà. cần thêm một vết xước của Gam nữa, còn với lại một cái tuyển nào đó Lộc, từ giờ cho đến lượt về thì FBTC sẽ giveaway một cái vết xước, cho nên kiểu như ai cũng có thể quyền. Mình dự đoán lượt về nha, mình dự đoán lượt về là nếu để phải nhặt ra một đội tuyển nào đó mà kiểu shutdown được Gam nha, shutdown được Gam nha, thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm đó là team sắt đật hoặc là FPTC. Mặc dù SGB mình theo dõi mình đánh cũng thấy rất là hay, rất là kỷ luật, nhưng mà một cái điều mà mình nhận thấy rằng có thể đánh bại được Gam đó chính là những cái đội tuyển mà có cái những người mà kiểu nó rất là già dơ rồi ấy, rất là già dơ, như kiểu Slayer, như kiểu là Artifact, như kiểu là Celeb hoặc là Địa. Thì nói chung là chỉ cần hai cái đội tuyển này mà kiểu không vỡ trận quá giai đoạn đầu trận thôi, tức là kiểu giai đoạn early với mid game mà kiểu không không bị Gam đè lát bét, thì đánh về lây rất là có cơ hội để thắng. Tại vì là mình cảm giác là style đang đang không thật sự bắn được tốt lắm trong giao tranh dành cho Gam Esports. Quyền chọn hết cho ai cũng có thể Rapper. kiểu chúng tôi suy nghĩ là nó có cho mình sức rồi, kiểu như Ok, giveaway vậy thì chúng ta cùng cùng theo dõi xem ai sẽ là người may mắn nhận được cái vết xước á. đó. Ai sẽ là người trở Ok, thành vết xước đó của FPTC đúng không ạ? Vậy đúng rồi. thì quay về lại cá nhân của Zero một chút thì bạn là một người chơi mang thiên hướng carry team khá là nhiều á, thì có còn chất tướng nào mà Zeroth muốn đem ra trận mà chưa thể đem không? Sự thì con Vayne hôm nay mình chẳng lẽ Lộc tính mang Vayne ra hôm nay, nếu bên đó phương mà bích người nào là mình mang mang Vayne rồi, nhưng mà hôm nay Lộc thấy ác mẹ nó chơi rồi cho nên Lộc sẽ chuyển con khác. Nói chung là nhiều nhiều yếu tố Lộc muốn chơi đó, quan trọng là kiểu như chơi xong không biết sợ sợ Nguyệt có buồn không, chứ kiểu như Không được đâu, khó lắm anh em. Đội hình mà đánh xoay con mà kiểu đánh hiệu quả mà mang những con xạ thủ lên đường trên đúng không? Như vậy là chúng ta cùng sang phải nhìn ANG. ANG là một trong những đội đánh rất hay mang những con lên đường trên, như kiểu là pháp sư mang lên đường trên được nha, như kiểu là Orianna mang lên đường trên này, Cassiopeia lên đường trên này, Lucian lên đường trên này. Nhưng mà cái lối đánh đó nó khó lắm anh em. Tại vì là hai lane là xạ thủ, là bot và top. Nếu mà lane mid cũng là một con pháp sư lốt thì cái sự quan tâm của rừng nó cần chia ra nhiều hướng quá. Mà trong khi đó những con như kiểu Vayne rồi thì Lucian lên đường trên nó dễ bị cam đó anh em, dễ bị cam với đai trụ đó mà. Nói chung là chỉ cần mid bên kia mà cơ động một xíu, mà cộng với ông rừng mà kiểu khỏe khỏe một xíu là dễ bị cam cho chết lắm mà. Nó chơi đó nó khó lắm. Mà những con như kiểu Lucian mà nó thọt thì nó khó xanh lại lắm anh em. Những con như kiểu đấu sĩ tanker á, những con như kiểu Gnar này, những con như kiểu On này hoặc là Malphite này đó, thì nếu mà nó đi đường trên mà nó bị cam nhiều mà nó thọt thì nó vẫn có vai trò anh em, nó cái kiểu mở giao tranh ấy. Thế còn mang con Lucian, một con Vayne đường trên mà bị nó cam cho thọt thì đi một sải luôn. Thầy Quyền chắc là chở đi bệnh viện luôn chứ không phải thở oxy nữa. có nhiều con tướng muốn chơi lắm, nói chung mình lập đã chơi được Dam, anh đấu sĩ tăng, nói chung mình chơi hết rồi, bây giờ chỉ thiếu những con tướng kiểu AD lên top thôi, kiểu Vayne rồi. Ok, vậy thì mong là tại lượt về thì Zeroth có thể đem những vị AD đó để có thể carry team ha. Và xin một lần nữa gửi lời chúc mừng đến team bạn đã có chiến thắng 2-1 trước Severus, cũng là trận đấu khép lại vòng lượt đi của bạn. Ok. Và cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và cảm ơn người theo dõi đã theo dõi buổi phỏng Em vấn sau nói trận cái được, đấu cùng. Dạ. em nói cái Dạ được ạ. nói chung thì nghiệp sẽ tới bất cứ lúc nào, có nợ phải có trả. Đấy, em trả đi nhà địa. Ok, cảm ơn. Cảm Vâng, ơn cảm ơn hai lượt Zero trình. ạ. Ok, cảm ơn MC Kim Sa và tuyển thủ Zerot. Một mình nghĩ là đây chắc là phần phần phỏng vấn mà kiểu dạng là funny, vui vẻ nhất của VCS. Đặc biệt là cái phần đầu tiên khi mà Zerot vẫn còn chưa có tín hiệu mà anh ta vẫn ngồi cạo râu. Để cho các bạn xem lại rất buồn cười cái pha đầu tiên đấy. Đấy.
Bật cười đó, chịu được. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.